Sếp ơi, sếp. Sếp ơi, tụi em có cái này cho sếp nè. Đây là chai rượu Napoleon Banana. Dạ, còn cái chai này là chai Martin 107. Ủa, cái tên gì mà nghe là lạ mà quen quen ta. Dạ đúng rồi, hãng xe đạp chế ra chai rượu này. Thôi uống thử, uống thử. Ngon lắm sếp ơi. Đây, 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 đây. Rồi, sếp dùng. Đó. Dạ, mời sếp dùng. Ơi, dạ. Cái gì chai rượu là tôi phái. Trời ơi. Ngon sếp, ngon, ngon, ngon. Đi, 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 đi. Đó, một cái nữa. 2, 3. Vô. Ai sếp ha. Nó nóng từ trên, nó nóng xuống dưới luôn. Uống được, ngủ được, mà dậy không được. Rượu ngon, quá ngon. Dạ. Thôi, giờ mời anh ruột uống một miếng nữa. Dạ, dạ. Uống cho khỏe. Tình cảm đông đầy á, nó rót cái đầy pin luôn á. Để em nói anh nghe nè. Chỗ anh em thâm tình á, tụi em coi anh như là anh ruột vậy đó. Mới tâm sự với anh. Thằng sếp của em á, nó đè đầu cởi cổ. Cuộc đời nhân viên khổ lắm anh ơi. Tặng nói với anh luôn. Thì em với thằng Khứa này là làm chung công ty. Mà bị cái là sếp của hai người tao. À không, là sếp của hai người em á, nó mất dạy lắm, xin nó tăng lương rồi nó cự nó không chịu tăng hoài. Nói thiệt với hai đứa, anh cũng ghét với cái thằng sếp kiểu đó. Dạ. Anh không ưa. Dạ. À, hai đứa cứ nghĩ hết về công ty anh, thấy không? Dạ. Về đây làm với anh. Dạ. Nè, muốn ký cái gì là anh ký cái đó, thấy không? Ê. Em muốn tăng lương phải không? Trời ơi, tăng lương là chuyện nhỏ. Anh có thể cho em cả cái công ty này còn được mà. Trời ơi, thiệt cả sếp. Tất cả sổ sách tài sản công ty á, nó nghe nằm đó kìa, nó nằm ngay chỗ đó, nó lấy đi. Lên nguy hiểm nhất là nó an toàn nhất. Đây đây đây, mời anh làm ly nữa đi. Anh nói mấy em, anh thoải mái. Đời anh là nó không có tiếc cái gì. Ký ký luôn ơi. Cái gì? Mình ký luôn cho nó nóng. Bia rượu anh còn uống được mà ba cái chữ ký quan trọng gì em. Em tên gì? Dạ em tên là Lê Văn Đạt. Em tên gì? Em là Lê Tùng Giang. Rồi thằng Đạt Giang phải không? Muốn tên này, có tên nè. À, nhưng mà khoan, đúng không? Bây giờ mà tên là phải có con dấu. Con dấu nó mới có giá trị. Đúng rồi. Mày hãy quên. Dấu dấu lên. Nè 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 nè. Đây nè, tất cả tài sản công ty nè. Anh cho thằng Đạt nè. Đâu anh được. Anh cho thằng Giang nè. Anh được. Ê, 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 gì vậy? Ý. Gì ngồi bàn với mấy ông nội? Vụ gì đây? Gì? Ai đây? Là sao? Là ai đây? Ê, 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 đừng có giỡn mặt cho tôi nha. Đừng có giỡn mặt nha. Không có giỡn mặt. Gì mới giỡn mặt nè? Mấy ông nội làm cái gì vậy? Ông bớt ồn ào trong cái phòng giám đốc. Mời ông ngồi cho bình tĩnh nói chuyện nha. Không thì tôi kêu bảo vệ đuổi á. Mời ngồi. Từ từ, cái gì cũng có giải quyết hết. Gì vậy mấy cha? Nói ông nghe. Ừ. Anh tới đây tìm ai? Trời mấy cha, ở đây phòng của con mấy cha. Phòng giám đốc phòng con. Biết là phòng giám đốc rồi. Nhưng mà không phải phòng của anh. Phòng của tôi. Đúng rồi. Ê, không có giỡn nha, đàng hoàng. Nói đàng hoàng đi là sao? Đàng hoàng. À à. Phải vậy mới hiểu đúng không? Ờ. Đây, giấy trắng mực đen có chữ ký của con mộc của anh. Anh đã chuyển toàn bộ tài sản của anh cho hai đứa tôi rồi. Đúng nha. Vẫn chơi mấy ông nội. Coi đi nè đó. Ai ký ai giấy gì đâu. Anh ký đó. Mộc ai? Của anh luôn. Ủa chữ ký mình mà ta. Ừ. Nhưng mà ai ký với cái ký hồi nào? Có đâu. Nhớ nhặt rồi nhớ. Anh ruột. À, vậy là hai thằng bay. Hai thằng bay lừa tao. Chuốc rượu tao xỉn. Trời ơi, tài sản của tôi. Trời ơi, hai con chó. Không có khóc nghe. Không có ăn vạ nha. Ăn vạ cái gì? Thở bên tim. Thở bên tim. Cấp cứu. Cấp cứu. Cấp cứu. Cấp cứu. Cấp cứu. Ê, thấy tội em rồi. Thôi cũng kệ mày ơi. À. Làm ăn kiểu gì vậy? Hả? Số liệu sai bét hết trơn. Làm lại bản khác. Đúng 8 giờ sáng mai, nộp cho tôi. Sếp à, sáng mai có gấp quá không sếp? Hay là sếp cho em 3 ngày nữa nha? 3 ngày? Ủa, giỡn mặt với tôi nha.
một ngày một, làm được thì làm, không làm được thì nghỉ. Ông vừa vãi thôi chứ, người ta cho cả một tuần luôn, ông cho có một ngày à? Ông có biết ở ngoài kia có biết bao nhiêu người người ta mời tôi không? Wow, dám nói chuyện với tôi vậy luôn. Ok, vậy thì công ty của tôi không có vinh dự chào đón một nhân viên như cô. Mang bình hơi vô, lặn cho nước nó trong. Ok. Từ hôm đó, lời của ông sếp hắc dịch đó luôn văng vẳng bên tai tôi. Tôi làm ngày làm đêm để cố gắng luyện tập các kỹ năng. Cuối cùng, ngày tôi có thể giẫm đạp hắn dưới chân mình cũng đã đến. Như vậy được chưa anh? Anh đã nói em rồi, cái nghề mà làm văn phòng là nó không có hợp với em đâu. Cái nghề này mới là nghề của em nè. Ê ba nhóc, chiều nay tan ca đi nhậu đi. Có tiền thôi. Có tiền gì? Ê mà tao có linh cảm nhộn nha. Cái đầu tao đau đau giống như là tiền trên trời sắp rớt xuống trên đầu tao mày. Sao tao ngược với mày nha? Tao thấy lối lối giống như là có điều gì chẳng lành sắp xảy ra hay á. Ê coi chừng mày bị ung thư đó, đi khám đi. Nói thật mày, tao bạ tao đá mày bây giờ. Ủa sếp? Sếp dạ. Trời ơi hôm nay tươi xanh nha. Có tiền là phải tươi chứ. Dạ. Nè, tháng vừa rồi vô một bánh lớn. Dạ. Cho nên hôm nay tôi lì xì cho mọi người. Trời ơi, thấy chưa? Tình cảm của tao đâu có sai. Em cũng muốn, em cũng muốn. Này trời lớn luôn. Dạ. Ôi cảm ơn sếp nha, cảm ơn em nha. Đó nè, kiểm tra kỹ nha. Trời ơi. Coi chừng tiền giả nha. Tiền đồ mày ơi. Nè, coi thử tiền thiệt hay tiền giả. Mỗi lúc nghèo đó. Xui mày xui mày xui mày xui. Chịu để tao giọng mình. Ông làm như ông Sơn Tùng đi á. Phát hình nữa. Tại mày xui mày ơi. Rồi bây giờ nè, mọi người là nhận đủ tiền hết chưa? Dạ rồi á. Rồi. Trong đây á, ai mà nhận được cái tấm hình của tôi là người đó may mắn trúng được 10 triệu. Ai ai? Sếp, sếp, em có lưu hình của sếp trong điện thoại của em được không? Rồi cái đó không tính, không đúng luật. Ai? Người may mắn là ai? Tấm hình đâu? Có không? Tấm hình đâu? Có không? Coi kỹ coi tấm hình không? Ừ, có. Có, em nhận được tấm hình, em nè. Wow, ba nhóc công nhận cậu hên ghê. Dạ. Rồi, đưa tấm hình đây, nhận 10 triệu liền. Không có tấm hình là được rồi. Biết rồi có tấm hình nhưng mà đưa ra cho mọi người coi. Đúng rồi, sếp phải đưa ra cho coi. Đưa ra là tôi đưa tiền liền 10 triệu. Sếp cho em giữ cái này là làm kỷ niệm nha sếp. Thì giữ kỷ niệm thì cậu cứ giữ. Nhưng mà bây giờ phải đưa mọi người coi mới lãnh tiền chứ. Đúng rồi. Đúng không? Phải coi mới được hả sếp? Lật ra đi, lật ra cho mọi người coi, lật ra. Sếp đừng có giận em nghe. Giận cái gì ở đây mà giận, lật ra. Sếp muốn là đừng giận em nghe. 10 triệu lật ra đi. Rồi luôn, mai nghỉ việc. Thôi giải tán. Sếp. Thôi tôi. Sếp. Mày xui. Đó mà bây giờ. Ê, cái này còn đau ung thư. Mất 10 triệu mất công việc luôn rồi đó nè. Thôi đừng buồn. Chiều cứ lấy tiền của ba đi nha. Ôi, chào em. Chào bộ. Ừ. Chào. Giang. Hả? Chiều đi nhậu không? Thôi, hôm nay tao có hẹn rồi. Tối ngày mà cứ hẹn hoài. Gái nữa chứ gì? Thì mày nghĩ coi. Ngoài gái ra thì thằng Giang này còn bận tâm điều gì nữa. Ủa kèo mới hay gì? Kể nghe chơi coi. Trời ơi, con nhỏ này đặc biệt hay những con nhỏ trước tao quen. Sao vậy? Có chồng rồi. Trời. Giờ tính ra hai đứa mình là chung khẩu vị nghe. Trời ơi, mày cũng thích cái có chồng hả? Không có. Nhưng mà nhỏ này có bồ rồi. Đẹp lắm. Cực kỳ đẹp. Thuộc hàng cực phẩm luôn. Trời ơi, ngon như mày. Ừ. Ê, con vợ mày sao? Đơn giản lắm. Vợ tao bây giờ chỉ biết ở nhà chờ tao đem tiền về nuôi con thôi. Nó ngoan lắm. Trời ơi, tính ra vợ mày hiền như vậy. Lạng hoạn thằng khác cướp nha mày. Cái này tao cam đoan với mày không bao giờ để điều đó xảy ra. Được, được. Ê, mà nhỏ đó có chồng rồi thì mỗi lúc mà mày với nó muốn tò te tú tí thì phải làm sao? Trời ơi, cũng dễ lắm mày ơi. Mỗi lần ha, chồng nó đi làm hay là đi vắng nhà đó, nó hẹn tao khách sạn liền. Ừ, tính ra chồng nó ngu quá ha. Ừ. Còn mày sao? Có bồ sao mày ăn được? Trời ơi, cái thằng bồ nó đi làm suốt hà.
tao với ẻm mà tương tư nhớ nhớ nhau á là alo cái chạy ra khách sạn liền. Ừ dạ. Ê, đâu có hình không cho tao coi. Đẹp lắm coi đừng có thèm. Ngon hơn con nhỏ của mày nhiều. Ê chưa chắc à. Tuy là con nhỏ của tao có chồng rồi nhưng mà bé ngót đứt tay luôn. Mày nhìn con nhỏ mà tao mới quen đi, đẹp hơn con nhỏ của mày nhiều. Xin lỗi bạn, con của mình đẹp hơn, bén hơn, đứt tay luôn, ngon hơn. Sợ sẵn không? Dám chơi không? Chơi. Đứa nào thua phải chung đứa kia chọc cà phê chịu không? Chơi luôn, trời tao sợ mày à. Nếu 1, 2, 3 show ra luôn. Ok. Rồi 1, 2, 3 nè. Quen quá. Quá quen. Đại Hồng Thủy phải không? Mai Chê phải không? Vợ tao đó. Bạn gái tao mà. Ủa? 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 Wow. Dạo này làm ăn được lắm các bạn. Nhìn như doanh nhân vậy. Nói chung mình cũng kinh doanh nhỏ mà trúng lớn. Vậy hả? Ừ. Ê, làm gì chỉ làm với anh. Nói ra sao bạn không dám đầu tư. Bạn không nói sao biết mình không dám. Tập trung nghe nha. Ừ, sao? Vợ tôi nó mua 100 trứng hộp vịt lộn. Ừ. Để dành cho tôi ăn để có sức trả bài cho nó. Ừ. Nghe sợ thấy bụng nội. Tôi giấu 50 trứng xuống sông, 50 trứng xuống biển. Rồi một tuần sau mở cửa ra thấy 100 con thiên nga cổ lọ đứng kia vậy. Ừ. 100 con gì? Con thiên nga cổ lọ. Người ta nói là con đó quý lắm, hỏi mua một con là 50 triệu, bây giờ thành triệu phú. Trời ơi, đúng là bạn may mắn, thời tới đâu kìa mấy bạn. Cuộc sống này đơn giản lắm cái này nè. Nhưng mà đầu tư kiểu của bạn hên xui quá, phải mua trứng về rồi thảy lên rừng lên núi xuống sông biển đó lu bu, lỡ nó không nở ra là sao? Thua. À. Đó như tôi nè, đầu tư 3 ngày trúng 33 triệu. Ê cái này hay nha. Đó. Làm sao ta? Biết cái vụ bật nắp bia trúng thưởng không? Có nghe nói. Đó. Tôi bỏ ra 99,9 triệu mua 333 két bia về nãy 3 ngày 3 đêm trúng 33 triệu. Ây dạ. Đó. Hay vậy ta? Ừ vậy mới ghê. Tức là bỏ ra 100 triệu nè. 99 à? Ừ gần 100 triệu. Ừ. Để trúng được 33 triệu. Ừ. Lỗ hết luôn. Rồi bạn không biết rồi. Quan trọng á là đó giờ tôi chưa có trúng thưởng. Trúng được cái số tiền lớn nó cảm giác đã lắm bạn. Ờ ha. Ừ. Cảm giác trúng nó hay ha. Ừ bạn thử cảm giác bữa nào trúng thưởng số tiền lớn đi. Đó. Tôi sẽ theo bạn. Ok. Bữa nào đó. Trời ơi. Cầm chết. Cầm bài. Mấy? 2 hả? Cho 3 luôn. Cầm bài. Ok ok. Chạy hết nó đưa thêm. Trời ơi sao giàu dữ vậy bạn. Tình thiệt mày ơi thơm quá. Từ 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 từ. Để định thần lại cái. Quán quá. Bây giờ tiền nông đừng có bạn tới. Láng nữa dẫn đi ba quẩy đắt thoải mái nè. Điền đô đại nhân. Điền đô quá mọi giờ quá nè. Dạ Điền đô đại nhân. Đâu vậy? Dạ Điền đô đại nhân. Đâu? Điền đô đại nhân có thể chỉ giáo cho hai kẻ tiểu nhân này biết cái cách nào để kiếm ra một số tiền lớn gì không Điền đô đại nhân? Cũng bình thường thôi mấy bạn ơi, mình cũng đầu tư mấy bạn, đâu có làm. Đầu tư hả? Đúng, mình đầu tư nhỏ nhỏ nha mấy bạn, mình lấy công làm lời. Trời ơi, làm làm gì? Một ngày ăn một đời. Trời ơi, đã quá vậy. Ê, làm gì cho theo làm ăn đi coi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Anh em nha. Ừ. Anh em tôi mới chia sẻ. Ừ. Muốn làm thật sự mà. Muốn làm thật sự. Trời ơi. Thích lắm hả? Thích lắm rồi. Thật sự thích không? Thật sự thích. Trước tiên là phải có công cụ. Mời bản đàng hoàng. Đúng. cảm ơn đại nhân. Cầm lấy. Tới em nữa. Cầm lấy. Dạ. Mày bị đất nay chạy súng nữa, súng thiệt súng giả mày. Ôi trời ơi, súng thiệt. Chà. Cầm lấy. Cầm làm gì? Cái này là công cụ đó. Từ từ, tao chỉ cho xài. Phải xài súng hả? Ừ, cướp ngân hàng mà. Rồi, cướp ngân hàng. Tất cả giơ tay lên. Anh Nguyễn Văn Điền Đô. À, anh bị bắt vì tội cướp có vũ khí. Anh Nguyễn Ba Nhấp. Có. Anh Giang Long Quân. Có luôn. Hai anh cũng bị bắt vì tội tiêu thụ tài sản cho người khác phạm pháp mà có, và sử dụng vũ khí trái phép. Mời tất cả các anh theo chúng tôi vô đồn. Nhất trí. Nhất trí. Trời này ẩu ghê, rủ cướp ngân hàng vậy. Mày quá mày. Thấy cần đó. Ừ. Chán ghê á. Ê Thủy mới hành mày hay sao mà mặt mày như chết rồi vậy?
Mày cười gì vậy? Tao nghe mày hỏi nó tao mắc cười. Mày nói gì? Tao nói thiệt mày á, bây giờ con Thủy mà nó cũng hành thằng này cũng không được nữa. Sao? 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 Mày không thấy cái tên nữa hả? Ba nhấp. Nín có hai linh cẩu. Nó giận tao sáng giờ không nấu cơm tao ăn, tao đói gần chết rồi nè. Ba nhấp. Thôi giờ đặt nó ba nhấp rưỡi đi. Yếu lắm. Ôi, ôi, đồ ăn vô kìa, đồ ăn vô, đồ ăn vô. Ý. Trời ơi. Trời ơi, em nào cũng ngon từ thịt ngọc từ xương hết tụi bay ơi. Ngon thì ngon á, không biết giờ tao ăn có được hay không. Trời ơi, mày sao vậy? Có tao với thằng Điện Đô đây, mày sợ gì chết đôi. Ừ, chuyển liền. Coi nè. Trời ơi, trời, đẹp trai quá à. Nhìn đẹp trai rụng trứng luôn á. Chào mấy em. Cho anh làm quen nha. Anh tên gì vậy? Anh là Giang Đông Jun. Ôi trời trời trời. Tên cũng đẹp quá. Còn em tên gì? Cô tao. Chào mấy em. Chào anh xin. Ai chà, phát tài rồi mấy đứa ơi. Ê, còn nóng hổi luôn nè mày. Đi về. Sao bữa nay đủ số hổi rồi? Mày ăn trứng gì? Tao ăn lòng đào. Rồi, mày ăn trứng gì? Đi về làm đi. Cảm ơn mấy em nha. Mấy anh. Ê. Khăn tắm nè. Quạt luôn nè. Trời ơi. Kính bơi nè, kem chống nắng nè, nón bơi nè. Ê, nón bơi gì lại vậy? Thôi, tao chuẩn bị. Cái gì vậy? Cái quần xì. Trời. Giờ tao chuẩn bị cho tao. Mày đàn ông trai gì đi bơi mà mày coi kìa, đem cái gì đâu, mắt kiến rồi, kem chống nắng, kem dưỡng da tùm lum á. Không biết hết. Vợ tao dặn là đem theo, mà đen chỗ nào là về nó cắn chỗ đó mà. Trời. Ê, mày cần tao lấy cái dù với mày luôn không? Điên cái gì bơi cầm dù. Thôi tao lấy áo mưa tao chùm mày lại. Lao quá. Mà tao nói thiệt mày á, mày sợ vợ cũng sợ vừa vừa thôi. Chừa chỗ cho tụi tao sợ với. Ê nè. Nín nghe. Cái gì? Tao nể vợ chứ tao không có sợ vợ nha. Trời ơi, ghê, ghê. Ai hỏi tụi bay thì nói đúng vậy cho tao. Ui, trời. Tao nể vợ, không sợ vợ. Ờ. Ê, mấy anh ơi, mấy anh bôi kem giùm em được không? Được. Từ từ từ, để tao, tao chưa có bồ, để tao. Ủa, cái gì? Cái gì? Cái gì? Mày có vợ rồi, mày chưa có người yêu, tao có người yêu rồi, tao có kinh nghiệm, để tao thoa. Thôi để tao. Thôi để tao, để tao. Trời, để tao có người yêu. Thôi. Bây giờ tao có cái này mình thi nhau đi. Thi mày. Ừ. Bây giờ thằng nào bơi qua đó, xong bơi trở về nhanh nhất thì thằng đó được thoa. Dứt, dứt, chơi. Đấm mày. Một, hai, ba. Dùm xíu mà. Thôi không khác nha. Do tại tụi mày á. Tại 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 mày á. Chán quá. Chán thiệt rồi tụi bay. Tưởng cái đồ hai thằng bay điện tao đi ra đường ngắm gái chơi, tự nhiên rủ vô quán cà phê ngó hai thằng bay hay gì. Ủa cái thằng này suốt ngày chỉ biết ngắm gái thôi hả? Bây giờ ra quán cà phê anh em ngồi nói chuyện tình nghĩa được không? Không phải cái. Ê. Bẻn nè. Gu tao. Thằng mệt, cái thằng này ghê trời. Không có giành nghe. Lần nào mà gặp gái đẹp tự nhiên cái gu tao. Ủa gì chứ mấy lần trước tụi bay giành rồi. Mà mày giành có được đâu. Lần nào cũng gu tao, tao không làm được gì. Sao biết tao không làm được gì? Tin tao qua tao cua ẻm trong một cái nhạc không? Tin chứ. Mày tin không? Ừ. Tin mới sợ.
Nè nè coi nè, chống con mắt lên coi nha. Chống mắt lên. Chào cô gái xinh đẹp kia ơi. Em có thể... Đồ khốn nạn. Anh bảo anh quen tôi, anh yêu tôi, anh thương tôi, anh sẽ lo lắng chăm sóc cho tôi. Vậy mà bây giờ anh dụ tôi có bầu rồi, anh đòi bỏ rơi tôi hả? Dù gì đứa con trong bụng này cũng là của anh mà. Tại sao anh lại ép tôi phá nó chứ? Anh đúng là không mặc loài cầm thú mà. Mày cầm thú á? Trời ơi, mãi mới thuộc được luôn á. Ủa là sao em? À, em là diễn viên á anh. Có một câu thoại trong này nè, nhưng mà em học hoài em thuộc. Xong tự nhiên hôm nay gặp anh, cái tâm lý nhân vật của em nhập tâm em thuộc luôn. Cảm ơn anh nha. Không có chi em. Nè nè, tao chống mắt trong coi nè. Chống mắt tao coi. Mày đại bạc, mày để người ta với đứa con lên chứ. Mày có con rồi. Tụi bay trôi nè. Tao nóng lắm rồi đó. Tao nóng. Hay hay, mặc đồ hay quá nè. Ủa, ai hả? Ai hả? Có đồ nghề hay nè. Ê, nhân viên hồ bơi mặc đồ đẹp quá mày. Đồ chơi hả? Đâu? Ta là thần chết. Chết nha. Không. Tại sao mày? Mấy nhóc ác này quê tao đây. Tao đã châu. Chết giờ. Châu cái gì mà châu? Tao nhấn nước mày bây giờ mày cãi không? Ba thằng mày có phải Giang, Ba Nhấp và Điền Đô không? Trời ơi, tên mày. Trời thần chết thiệt đấy. Chết thiệt ơi. Hôm nay tao tới đây là báo cho ba thằng mày một tin, là ba thằng mày phải chết. Ôi, ông ơi, ơi, ông ơi, ông ơi, ơi, ông 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 ơi. Bây giờ nói ông nghe nè, ông phải bắt thằng này nó có vợ rồi, nó hưởng tinh túy tinh hoa của cuộc đời rồi. Con chưa có vợ, con chưa có hưởng phước gì hết, ông phải bắt nó. Bắt này nè. Thôi ông ơi, không phải đâu. Nè nghe con nói nè, thằng này nó tên Ba Nhấp, ông thấy không? Nó vô dụng lắm, nó có ba nhấp là xong rồi. Còn này nhỏ lắm, nó không biết gì đâu, nhưng mà ông bắt nó đi. Tha cho con, tha cho con. Nghe. Bắt thằng này, bắt này. Bắt thằng này nè. Thằng này chết, làm được rồi. Thôi được rồi. Tao sẽ cho ba thằng mày cơ hội được sống. Đi đâu đó? Về. Tao chưa có nói xong. Tao sẽ cho ba thằng mày cơ hội sống với một điều kiện, là một trong ba đứa mày lần lượt được ném xuống dưới hồ bơi một vật bất kỳ. Trong vòng 3 phút, nếu tao tìm được thì thằng đó sẽ chết, và ngược lại, thằng đó sẽ sống nếu tao không tìm được. Thôi được rồi. Nếu ông thích thì con chiều. Hay được không mày? Còn nếu ông khiều thì tao chết. Trời. Để tao trước. Ê, nó bắt đầu. Ê. Hay. Hay. Đổ không kiếm được. Biến nè. Ê. Trời. Trời. Ba giây. Mày. Chết 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 chết. Tao chết nha. Tên mày. Mày á. Bằng. Mày đó. Bằng cái gì? Bức cái gì? Mày bức cái gì mà nó nhỏ hơn cọng tóc nãy. Đây đây. Đây. Đúng rồi, đúng. Đây, đây. À, không. Cái này còn y chang cọng tóc. Lông mi. Hay. Mạnh lên, mạnh lên, sâu nhất. Kiếm đi, kiếm đi. Biến nè. Ok. Mày chết đi. Tao chết đây. Thế mày là gì? Lẹ. Thế có rồi. Chờ một xíu. Hey. Bự bành kỳ nghe cái tẩm luôn. Biến nè. Thank you.
mày ném cái gì xuống dưới đó mà tao tìm nãy giờ không thấy. Ông có muốn biết không? Có. Sủi xê mì gõ, hàng cao cấp trong các loại cao cấp. Sủi siêu nhanh trong nước, gặp nước là tan không còn dấu vết, mang lại cho chúng ta một sức khỏe cường tráng và khỏe khoắn. Sủi sủi sủi. Em mới khai trương shop đồ ngủ tên Pinky Honey á, bữa nào qua mua tặng bạn gái ủng hộ em nha. Ừ, ok. Dũng. Đồ khốn nạn. Làm gì vậy? Ê, có gì từ từ nói nha, đừng có động tay động chân dữ vậy. Đúng rồi đó, có gì từ từ nói tụi tôi nghe nè. Từ từ cái gì mà từ từ, nhìn nè. Trứng cút đồ ha, bình xăng đồ ha. Có vợ mà còn đi massage nữa. Cái này đâu phải của anh đâu, em lấy đâu ra vậy? Không phải của anh thì của ai? Chính tay tôi lôi từ gầm giường ra. Anh tính qua mắt tôi hả? Thôi đúng rồi anh Dũng ơi, bằng chứng đã rõ ràng như vậy còn chối gì được nữa. Không những thẻ massage mà còn là thẻ massage VIP nữa. Mà hơn cho anh á là nó chỉ mới đến đây tát anh vô trong mặt có một cái thôi, chứ gặp thử anh Giang nhà em coi, anh xé cái bình xăng nó ra luôn á. Sao mấy người cứ khăng khăng là tôi đi massage? Tôi thà là tôi không có đi đâu hết á. Thôi Dũng à, đàn ông có gan làm thì phải có gan nhận, mày hiểu không? Mày đừng có chối nữa, làm xấu mặt đàn ông quá Dũng à. Sai thì cũng đã sai rồi, rút kinh nghiệm đi bạn. Bạn phải giống như tôi nè, một lòng một dạ yêu thương cục thương của tôi nhất cái trên đời. Có như vậy á thì mới hạnh phúc dài lâu được. Nhưng mà tao... Tao cái gì nữa mà tao, cái thằng này á. Bây giờ mày sai rồi thì mày nhận đi, mày xin lỗi bạn gái mày. Có gì tụi tao nói giúp cho. Chứ mày mà khăng khăng kiểu đó, tôi cho mày giải quyết một mình à. Loan à, anh xin lỗi em. Nhưng mà lần sau có chuyện gì thì mình về nhà mình đóng cửa tắt đèn lại mình nói chuyện với nhau. Chứ mình đừng có la rần rần ở nhà người ta nha em. Ủa? Ủa? Này đâu phải nhà mình. Nhà hai nó mà. Hả? Vậy cái này của ông này Giang. Hả? Gì? Đâu, này của ông Dũng mà. Giỡn hoài bạn, nhà ai nấy xài. Giỡn hoài, này của bạn mà, đem về xài đi. Khùng quá, nhà ai cũng... Có gì bình tĩnh từ từ nói chuyện. Động tay động chân nha. Cái này của ông Dũng em. Dạ em, dạ. À, ê, em từ từ nói. Có gì từ từ nói nè. Gái, sao em đi bơi có một mình vậy? Người thân gia đình em đâu? Trời ơi, mà nhìn em quen lắm nha. Nhìn em giống người thân gia đình em lắm nè. Hay là bây giờ em cho anh xin số điện thoại đi, để tối mình nhắn tin tâm sự với nhau. Anh xạo quá à. Nhìn em đẹp trai thế này chắc là có bồ rồi đúng không? Trời ơi, em sai lầm. Anh làm gì có bồ, anh còn đang sợ ế đây này. Anh xạo đi. Sao mà xạo được, nó thiệt mà. Nhưng mà anh ơi. Hả? Cái thằng bên kia nó cứ nhìn em hoài luôn, em ngại không có nói chuyện được với anh luôn á. Thằng nào em? Đó. Đó hả? Ừ, em sợ quá. Thì người ta nhìn đúng rồi. Em đẹp thì người ta nhìn thôi, anh còn nhìn nó không chi là ta. Không có đâu, nó nhìn em ánh mắt thèm thuồng lắm. Nhìn mặt thằng này biến thái thiệt. Ừ. Ở trong cái hồ bơi này á, cái mặt của nó là biến thái nhất luôn á. Ừ. Anh qua anh xử nó cho em đi, nhìn nó biến thái lắm, nó muốn ăn thịt em tới nơi luôn á. Được thôi. Bây giờ anh sẽ qua anh xử nó cho em. Ừ, anh đi đi. Nhưng mà anh xử nó rồi á, anh có được thưởng gì không ta? Quỷ à, anh muốn gì cũng được nha. Em hứa đó nha. Để anh. Ê thằng nhóc, trẻ trâu chưa trải sự đời, mày làm gì nãy giờ mày nhìn bạn gái mới quen của tao vậy mày? Có nhìn đâu. Mày còn chó nữa hả? Rõ ràng hồi nãy tao bên góc nhìn bên đó, tao nhìn thẳng qua góc nhìn bên này, tới hai con mắt của mày nhìn thẳng qua góc nhìn bên đó. Mày không nhìn bạn nữ xinh đẹp này thì không lẽ mày nhìn tao? Đúng rồi đó, người ta nhìn anh mà anh nói người ta nhìn bánh bèo đó không mà. Anh mày cho em bận miếng nha. Trời ơi gì ba, anh điên thang anh cứu tôi. Anh bánh bèo anh. Rồi, đi đói rồi.
một xíu anh. Anh xin lỗi, anh có sao không? Ê, Giang Đông Gươm. Ủa, bà Nhập. Trời ơi, lâu quá không gặp. Đây này đi đâu đẹp trai mày? Áo đẹp nè, và đồng hồ xịn nha. Ăn mặc mảnh tỏn gì chắc là lấy xe đúng không? Ủa, xe ai đè vậy? Lấy xếp nè. Không không không, mình đang đi làm. Đi làm? Ờ, mặt đẹp gì chắc là trưởng phòng không? Giám đốc. Giám đốc? Công ty tao nè. Trời, công ty bự như mày. Ờ. Xạo đúng không? Lâu ngày không gặp giỡn giỡn hoài. Ngày xưa đi học chung với tao, hai đứa trốn học đi chơi game, đi thi còn cặp bi tao nữa, sao giờ làm giám đốc? Chuyện cũ qua rồi, ai cũng có lúc thay đổi mà. Trời ơi, thiệt hả mày? Đúng. Bất ngờ ha. Quy quyết gì chỉ tao với ai? Từ lúc tốt nghiệp tới giờ á, tao làm nhân viên quèn, chạy chiếc xe mày thấy không? Bắp, lương được có mấy đồng à. Đừng có buồn. Hồi đó tao ra trường cũng như mày thôi, lòng bông, không có định hướng, không biết làm gì. Rồi tới một ngày tao gặp cô ấy. Ai? Vợ tao bây giờ. Vợ mày? Đúng. Chính cô ấy đã sát cánh bên tao những lúc khó khăn cùng cực đen tối của cuộc sống, và động viên thúc đẩy tinh thần tao để có được một vị trí như ngày hôm nay. Nếu ngẫm lại, không có cô ấy, chắc tao vẫn còn lông bông và ớt ơ giống như mày á. Nói gì mày? Ê, mà có vợ là mình thành công thiệt hả mày? Đúng vậy, lấy vợ sẽ thay đổi cuộc đời. Cố lên. Cũng tới giờ tao vô họp cổ đông rồi, hẹn gặp mày sau. Cố lên. Đúng vậy, lấy vợ sẽ thành công, lấy vợ sẽ trưởng thành hơn, tương lai tao sẽ làm giám đốc, không, tao sẽ làm chủ tịch. Yes số, yes số đó bà con ơi, yes số chiều sổ đây, sau 4:30 chưa biết ai giàu hơn ai nha. Yes số đây, mời vô mọi người ơi, mọi người ơi. Giang. Giang Đông Gươm. Bà Nhấp. Ừ. Gì vậy bá? Giận mày lắm luôn. Mày mắc gì giận tao? Mày vụ tao. Vụ gì? Mày nói tao làm sao? Cưới vợ về thành công, cưới vợ về cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau cố gắng, cùng nhau làm giàu. Ừ. Làm giàu đâu? Cưới về nó nằm nó ăn không à, nó ăn rồi nó ngủ. Đã vậy nó còn đi đánh bài cờ bạc nữa. Bây giờ nó bỏ đi luôn rồi, để tao lại với đống nợ. Bây giờ số trả nợ nè, dụ tao đền riêng chó. Tự nhiên đền chứ gì nữa. Mày nói cưới vợ gì làm giám đốc, giám đốc đâu? Thì tao cưới vợ là giám đốc nè. Tụi tao làm sao? Ủa mà mày cưới ai vậy? Thì cưới con Lan con tám xe ôm với ai. À phải rồi, tao cưới con Thủy con chủ tịch. Ờ ráng ha. Không mấy giờ anh em mình kêu tính tiền đi, bị ngồi 4-5 tiếng rồi cũng kỳ ha. Ừ. Tính tiền ông ơi. Ê, đi đâu từ từ, mình kêu tính tiền là tại vì mình có công chuyện gấp, vợ mình điện mình về trả bài thôi. Hai bạn ở lại chơi chút xíu rồi về sau, anh em mình gặp bữa khác nha. Ê, đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà khôn quá vậy mày? Bằng. Trả tiền đi rồi trả bài sao? Ờ, này khôn quá. Thôi tôi về chở bà nội đi bơi nha. Ê, từ từ. Bà nội mày chết rồi mà. Gánh tao quên. Tao nè đó. Dạ, của ba anh tổng hết là 120.000. Wow. Thôi khỏi nhùng nhằng nữa. Ê. Bữa nay ba Nhấp tôi xin phép được đứng ra trả tiền cho các anh em. Dạ, còn gì vậy tôi? Ê, nãy mày nói mày về trả bại vợ mà. Thôi về đi, về đi. Để này để tao. Thôi mày điên quá. Để tao. Không có, tao thương mày lắm. Để dành tiền đó mua đồ bơi cho bà nội nha. Bà nội tao chết rồi, tao quên. Ủa vậy á, em, đưa đây. Điên mày. Mày, tụi bay coi thường tao quá trời quá đất rồi. Đường đường thì
Ba Nhấp đây cũng là giám đốc của một công ty trách nhiệm hữu hạn với giỡn hả? Có bao nhiêu? Có mấy trăm ngàn, làm gì mà làm khó được Ba Nhấp? Coi thường tao gì? Ơi, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Đi làm mà không có xe đi nữa, lúc nào cũng phải kêu vợ chở đi hết trơn mày rạc. Nè, em gái. Nè, combo bây giờ á là mẹt cộng với hồ. À, thấy xe em chưa? Bây giờ để em tính tiền xong, anh chở em đi vòng hồ con rùa, nhún nhảy chơi. Em thấy sao? Thôi mày ơi, bớt nổ đi. Ai mà không biết xe của sếp nó. Mày chỉ có mạt chứ mẹt gì mẹt. Nói thiệt hồi nãy tao nghi cái này là cái hộp quẹt luôn á. Ồ, hai thằng bay á bây giờ để tao hai nãy nổ em, chỉ có anh là thật lòng đó. Anh gia tài không có gì hết á. Chỉ có 7 miếng đất này á để đi đường quyền em thôi. Nếu em thích lát cho anh vài miếng cạp chơi. Ê cho cầm chơi cái đó. Thôi mày mất màu mày. Nó đi chơi mà nó đem theo sổ đỏ luôn kìa. Cái này tôi ra tiệm photocopy tôi in chưa tới 5.000 bạc nữa. Em nhớ nha, thằng này nó tên Giang mà con ghệ nó tên Mai. Hai đứa gấp lại là Giang Mai, nguy hiểm lắm. Né nè, xúc qua đây. Nói gì mày? Đau. Mày đánh tao hơi đau rồi đó. Mày kêu mày nói tao Giang Mai. Bây giờ mày muốn cái gì? Mấy trăm ngàn mày đánh anh em vậy hả? Làm lớn cái chuyện này đi. Hai mày bình tĩnh để tao. Lớn cái rồi, ra quán người ta cãi nhau vậy. Đưa cho anh, để anh. Mày vô duyên rồi đó, mày mắc gì mày lớn tiếng ở đây. Mày thẩm quyền gì mày lớn tiếng ở đây. Tao có tiếng nói ở đây. Thằng này, mày vỗ bàn bây giờ mặt ai vậy? Nó dằn mặt mày á. Mày cỡ cổ lúa ngang hàng rồi bây giờ mày sao? Đó, bên hàng mày lớn tiếng dữ vậy ta. Bây giờ muốn kiếm chuyện gì? Muốn kiếm chuyện tao chính thức kiếm chuyện hàng mày luôn. Bây giờ có để tao trả không? Không để tao trả tao đốt luôn chỗ quán này mày tin không? Dám đốt tao dám hả mày? Tao không có quẹt nè. Rồi bây giờ mình tới chuyện với nhau luôn đi. Tới chuyện luôn. Đốt mày đốt. Quý vị khán giả thân mến, tôi đang có mặt tại hiện trường vụ án ba thanh niên đốt quán cà phê. Nguyên nhân ban đầu được cho là cả ba thanh niên cùng giành trả số tiền 120.000 đồng. Hiện tại phía công an đang tiến hành điều tra và làm rõ sự việc. Ai bỏ ra đây? Đốt luôn cái bãi xe này. Ảo quá. Còn hiểu qua què. Mà không thua tụi mình cái chầu mà thách nhau cô gái trắng tay vào mặt còn ấm ức. Mày coi mặt đáng thương. Tụi mày chờ đó, cười cho đã đi ha. À, có ngày tao sẽ lấy lại cái chì lẫn chài, tao sẽ luộc tụi mày sạch tiền luôn. Trời dữ vậy ta. Tiền á thì tụi tao không thiếu, mà tao đợi á mày luộc tụi tao thôi, mà không biết luộc được hay không á mới là một chuyện. Nói chung á, lên voi xuống chó, biết đâu bữa sau nó có cơ hội nó luộc lên em mình rồi sao. Ê, hot girl, tiên nữ giáng trần mày ơi. Ôi, gái ở đâu mà dễ thương quá trời vậy? Để tao. Này, em gì ơi, lại gần mà yêu được. Nó bơi tao ta. Không nghe luôn mày ơi. Ê, kèo này khó ăn hả? Tao thấy không có gì khó hết á. Tại tụi mày không biết cách bắt chuyện thôi. Mày hay quá, thử qua bắt chuyện coi. Giờ tao bắt chuyện được mày tính gì? Tôi lần trước chưa sợ kìa mày. Tụi mày coi thường tao đúng không? Bây giờ cá chầu nhậu đi. Tao biết cái tài năng cô gái của nó. Bây giờ nha, mày chỉ cần bước qua bên đó, bé đó chịu mở miệng nói chuyện với mày là tụi tao thua mày gấp đôi hai chầu nhậu luôn. Nhưng mà mày thua á, trả chầu này cũng hơi nặng nha. Ừ. Dám chào. Chơi mày. Chống mắt lên coi nè mày. Nè em gái, hồi nãy bạn anh kêu em á, mà cái mặt em lơ lơ, em không thèm trả lời bạn anh. Như vậy là hơi chảnh luôn đó. Mà người ta nói nặng á là chảnh chó đó em biết không? Hả? Không có được như vậy. Con gái mình không nên như vậy, hiểu chưa? Tối rồi em ra đường có một mình mà em trang điểm đậm chi? Nếu mà em thấy em xấu quá thì em mới nhà em giùm mình chơi mình đi. Còn nếu mà ra đường á, trai cua mình á thì mình mở miệng ra mình nói chuyện với người ta chút xíu. Biết chi không? Để mình đỡ ế, biết không? Em á vừa xấu vừa chảnh mà không có duyên nữa. Anh nói nãy giờ em đâu có dám lên tiếng. Ngon em lên tiếng thử cái coi. Đó, ngon lên tiếng coi. Trời. Vô duyên. Cảm ơn em nha. Sao? Em nói chuyện với tao rồi đó. Wow. Tao không ngờ mày bất chấp gì luôn á Hiếu. Nào vô đi. Chung tao đi. Vô. Cứu tôi ơi. Ê. Có người chết đuối. Cứu tôi ơi. Nhảy xuống cứu cổ. Mày nhảy xuống cứu đi, tao không biết bơi. Mày xuống cứu đi. Trời ơi, tụi bay nhảy xuống cứu cổ đi. Nó chết chắc đó, cứu nó đi. Tạm biệt.
nó kéo cổ tao luôn đó. Không có chết đâu, nhảy xuống cứu đi. Coi mày, mày chọn tao chết đuối mày coi gì. Trời ơi, đéo đem con cứu nó đi, đừng có coi nữa, đừng có nhìn nữa. Anh Hùng, hay quá, hay quá anh ơi. Lên lên đây. Hay quá, càng đáng quá anh ơi. Hay thiệt. Ở đây có quá trời người luôn, mà chỉ có một mình anh là chịu nhảy xuống cứu em thôi. Em biết ơn anh nhiều lắm, anh đúng là anh hùng của lòng em á. Hồi nãy thằng nào đẩy tao xuống nước? Mày phải không? Mày phải không? Tao đánh tụi mày, tụi mày biết tao xem chết tao mà. Không phải tao, đâu phải tao đâu. Xóm á, vô ý thức, vô giáo dục á, ngày nào cũng có một đống rác hết qua đây hà, chịu nổi không chứ? Rác thì hôi thối như vậy nè. Nè bà, sao sáng giờ bà lên gân lên giọng mà nói gì vậy? Đống rác thì dọn đi, nói hàng xóm đây người ta nhột à. Cái đây mà rác gì cần? Ủa nè, chừng nào mà cái rác nó để tên của tôi á, thì là rác của tôi. Con rác trước cửa nhà bà thì bà dọn đi. Nè, nếu mà rác nhà tôi á, tôi vứt đi thì tám đời nào rồi, không bao giờ tôi để để nó hôi thối nó bay vô nhà tôi, nghe không? Ủa sao lạ ha? Thí dụ tiền bạc rớt trước cửa nhà bà không bao giờ bà kêu tôi qua hốt, còn trong khi rác rến vậy bà mặc định là hàng xóm rồi qua hốt à? Nè nè nè, ý là mày nói tao ham tiền phải không? Tao sống vô cảm, sống coi như ích kỷ với hàng xóm đúng không? Nè bà nói chuyện không có chị trò trò kiểu đó nha. Cái chuyện chị trò trò là cái chuyện của tao, tao còn đánh thêm mày nữa nghe. Nè nè bốc đánh đi, tao nói cho mày nghe, cái thứ đàn ông mặc váy mới đánh đàn bà nghe như mày. Bà nhớ lời của bà nói nha. Ủa tao nhớ xong tao nhớ. Nhớ nha. Trời ơi mày còn non xanh lắm con ơi, làm sao lại với bà được? Đó thấy không nè. Ngày nào có một đống rác hôi thối vắt chất cửa nhà người ta này, nó bốc mùi vô ai chịu nổi hả? Trời đất ơi nè, thấy không? Hồi nãy bà nói gì mà nhớ không? Chỉ có đàn ông mặc váy mới được quyền đánh phụ nữ. Rồi, tôi mặc váy rồi nè. Tôi chơi khu máu với bà luôn nè. Bà vô đây, bà vô đây, bà đứng lại đó. Chào cậu. Dạ em chào sếp ạ. Chắc là tìm hiểu trước cái công ty tôi rồi mới tới đây đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Nói luôn nghe, vị trí mà tôi cần tuyển á, đòi hỏi cao lắm á. Cao cái nào sếp? Phải tự tin, phải bản lĩnh, phải trách nhiệm. Sao làm được không? Dạ, em không nói dấu gì sếp. Em thì không có sở trường gì nhiều, nhưng trước tới giờ em chưa từng biết viết hai từ thất bại. Wow, dữ, nhỏ mà tự tin là ok, nói được làm được nha. Được chứ sếp, em nói được làm được chứ. Ok chốt luôn, vị trí này thuộc về cậu luôn. Thế hả sếp? Thì trời ơi, mấy công ty khác mà biết em không biết viết và không biết chữ là đuổi em về liền. Cái gì? Một chữ hả? Dạ đúng rồi, ngoài hai chữ thất bại ra còn mấy chữ khác em cũng đâu biết viết đâu. À đù. Gì? Khi nào em đi làm luôn sếp? Làm liền, làm liền. Dù gì thì cậu cũng chỉ đi dọn chuồng heo thôi, chữ từ từ học sao. Trời ơi, vậy thì tốt quá. Em cảm ơn sếp chứ. Em sẽ dọn cái chuồng heo sạch ở nhà của sếp luôn. Chào sếp em về. Đồ, nó còn đòi dọn cái chuồng heo sạch ra nhà mình nữa mới ghê chứ. Anh Giang, em tặng anh nè. Tặng anh? Ủa, sao tự nhiên tặng quà cho anh? Thì thích tặng tặng thôi. Anh Giang nè. Hả? Anh có người yêu chưa? À, chưa, anh còn đang sợ ế đây này. Vậy chiều nay anh có rảnh không? Rảnh chứ, anh rảnh. Vậy chiều nay mình hẹn trước ở trước cửa công ty nha. Chiều nay anh mang nhớ mang theo món quà mà em tặng cho anh nha. Gặp thì hãy mở ra. Ok em. Anh nhớ đó nha. Ừ. Chiều gặp em nha. Dạ. Chờ em chờ đến bao giờ? Chờ em chờ đến bao giờ? Chờ. Thì ra là Hân thích quyến rũ tôi đúng không? Vậy thì bây giờ mình đi ăn ở đâu nè? Đi đâu cũng được hết trơn. Ủa sếp. Ủa sao, sao sếp ở đây? Ủa không ở đây ở đâu? Giống quỷ không? Ủa còn Hân trợ lý sếp đâu? Em hẹn Hân đi ăn để em cảm ơn món quà Hân tặng em sáng mà. Hân nào?
thân nào đây? Trời ơi, ở đây chỉ có tôi với Vàng thôi. Cái món quà đó đó là tôi nhờ Hân tặng cho Giang để hai đứa mình sử dụng đó. Mở ra coi đi, thích không? Trời ơi, tôi sẽ chối Giang bằng dầu ăn trên đỉnh Phan Xipang. Thôi có lần đầu sẽ có lần. Trời, xếp tha cho em đi xếp. Thôi mà, trời ơi, xếp. Hai cậu đi làm mà đi chơi hả? Cái bản báo cáo chút xíu làm hoài không xong rồi sao? Dạ, tại nó khó quá sếp. Khó cái gì? Nó dễ muốn chết chứ khó gì. Đưa tôi á 10 phút là xong, mà hai cậu làm một tuần chưa xong. Dễ vậy sao sếp tự làm đi, thuê tụi em chi? Cái gì? Nói cái gì đó hả? Dạ không có, ý thằng Giang nó nói là sếp là giỏi, sếp đại tài, không biết chừng nào là tụi em có thể phấn đấu bằng sếp. Dạ. Hai cậu liệu hồn nghe chưa? Không phải là cứ định tôi là xong đâu. Trong ngày hôm nay mà không xong cái báo cáo này á ha, ao cho tôi, nghe chưa? Dạ sếp. Đi đâu ạ? Đi làm báo cáo. Ngồi im đó. Làm tại chỗ. Ra ngoài làm biết bao giờ xong ha? Bây giờ ngồi đây làm, nghe. Dạ. Tôi quay lại mà không xong á, đừng nói chuyện với tôi nữa. Ok. Tụi làm sếp hay ngon lắm hả? Đừng có muốn chửi là chửi, đừng muốn đuổi là đuổi, đừng muốn ao là ao nha. Tôi làm công ăn lương chứ không phải là con ông, ngày nào ông cũng chửi tôi. Thôi mày ơi, nghe điện thoại kìa, ai gọi kìa. Alo, ai vậy? Alo, vợ con mày đang nằm trong tay tao, mày mau chuẩn bị tiền chuộc đi. Vợ con gì tầm này mày ơi, báo cáo tao chưa làm xong nữa, vợ con gì? Mày mà không giao tiền, tao chặt chân con mày. Trời ơi, tao nói mày muốn chặt, muốn chém, muốn giết gì mày chặt đi. Mày chặt 8 khúc cũng được nữa. Rồi đó mày chặt xong mày dục xuống cho cá ăn luôn đi. Mày biết hồ dục không? Để tao chỉ cho mày hồ dục. Mà nhớ làm á, xóa với dân tài, đừng để bằng chứng nha. Nha. Dám thách tao hả? Tao sẽ chặt con mày coi. Tao thách mày đó, mày chặt đi. Mày chặt coi ai đau. Tao khùng điên gì đâu không mày? Mày mới khùng á, mày nói chuyện với ai mà mày chặt này chặt kia vậy? Tự nhiên có thằng nào gọi lại rồi bắt cóc vợ tao rồi chặt chém con tao. Ủa? Mày chưa có vợ mà ta? Thì đó, bởi vì tao nói mày dân khùng điên nó gọi vậy đó là sao tao biết? Chặt vợ, chặt con. Vợ con có ai ta? Thôi, mình lo làm báo cáo thì lát ông vô rồi đưa ông. Mới giết được ông vô đây. Cái này hủy rồi mày làm lại đi chứ mày ghi lại gì nữa. Mệt ghê á, đầu óc để đâu không mà. Điện thoại mày cũng quên nữa. Ủa ai gọi tới vậy? Cậu nghe dùm điện thoại tôi hay sao? Cậu gọi đến nè. Dạ đúng rồi sếp, hồi nãy có... Sao hồi nãy có cái bọn đất nền nó gọi nó tư vấn cho sếp. Mà em nói trời ơi sếp, bao nhiêu công việc em nói cấm mày gọi tới nữa. Sếp chặn luôn luôn đi, chặn luôn sếp. Tưởng ai, mấy cái thằng quỷ đây nó làm phiền tôi hoài à. Mai dạ. Mốt mà nó lỡ mà có nghe dùm tôi á, chửi nó một trận nghe. Dạ. Sếp chặn luôn nghe sếp. Chán mấy ông nội này ghê luôn. Sếp ơi, tao đang hồi nãy á. Nhân nghe anh ạ. Mỹ nhân ở nhà một mình, trời ơi đúng là ăn mày gặp chiếu manh rồi. Đồ ăn tới miệng ngu gì không ăn, vô lụm cát ra lụm cái đống này sao? Em ơi, anh đang tới bên em đây em ơi. Đêm hôm khuya khoắt ở nhà mình buồn lắm đúng không? Thôi ngoan đi anh thương, anh hứa nhẹ nhàng cho. Chứ hư là anh xử, trời ơi ấm.
Ủa dạ, để tay gần không nè. Cút à. Trời. Anh cười gì vậy? Sao em treo đồ dê mà em bán thịt chó vậy cưng? Anh chưa thấy con gái có râu bao giờ hả? Em á, em biết thế nào anh cũng mắc bẫy à. Em hư nè, anh xử em đi. À, ê, tụi bay có thấy là nghe lời tao là một điều đúng đắn không? Đúng vậy. Chính xác. Hồi nãy đi chút xíu nữa là dính mưa rồi. Chui vô nhà hàng này thấy vậy mà cũng êm quá ha. Quá ấm cúng. Ê, hiện đại lắm mấy ba. Ngồi trong đây mà có chế độ phun sương sao mà cái ớt tao nó lạnh lạnh bắn bằng đâu. Mày không mà. Mở cửa sổ kìa. Ờ, khỏi đóng đi để cho nó tự nhiên không khí. Ừ. Khoan đi. Mời vô. Mời. Đó. Rồi phát đũa đi. Hai. Rồi cảm ơn. Hai. Ăn đi. Thank you bạn. Trời lạnh đói quá nè. Mời vô nha. Mời. Ê. Cái gì? Gì vậy? Có con ruồi trong phổ phần ăn của tụi mình. Đâu? Đây nè. Đâu? Đó. Trời ơi. Tạm lầm. Làm vậy là chết rồi. Dục đi. Ê, khoan. Trời. Cái gì? Mày làm cái gì bỏ vô lại vậy? Để lại nguyên hiện trường. Sao đang ăn? À đúng rồi. Mình phải kêu quản lý ra bắt nó đền cái chậu ăn này cho mình. Đúng. Đúng rồi. À. Kêu ra tao chửi nó chết luôn. Ừ. Khoan. Cái gì hoài? Tao mới nảy ra một ý này hay hơn. Cái gì? Bây giờ á mà mình kêu quản lý ra thì bất quá nó cũng sẽ đền cho mình bấy nhiêu đây đồ ăn thôi. Ừ. Hiểu không? Thì đền lại đi. Không, mình sẽ kêu thêm nhiều món ngon hơn nữa, mắc tiền hơn. Ăn xong cái mình đưa con ruồi ra bắt đền hết luôn. Trời ơi. Tao thấy mày hợp lý nha. Đây nè, đây nằm ở đây hết. Trời, nằm ở đây hết. Hay quá. Kêu phục vụ ra gọi món rồi lắm. Gọi cho nó chết luôn, cho nó mạt luôn, phá sản luôn. Dạ không biết là các anh muốn gọi món gì ạ? À, em cho anh một tô cháo trắng hộp thịt muối đi. Đi qua đang kêu muối sen chảnh mà. Chưa kêu xong. Một tô cháo trắng hộp vịt muối ăn kèm với lại một tô bầu ngư thêm đi. Trời sốc mày. Sốc à. Cho anh món đơn giản em ơi. Rau muống luộc, tôm hùm Alaska đi. Tiếng ăn quá à. Em. Dạ. Em cho anh một dĩa khổ qua dồn di cá nha cưng. Trời ơi. Sẵn tiện cho anh order một chai Chivas mà 5-7-8 năm trước công nguyên á. Ôi anh ơi, những món các anh gọi nó hơi đặc biệt nên là giá nhà hàng em. À, em ý là nó hơi mắc tiền chứ gì. Dạ, yên tâm, lấy ra hết cho anh. Bao nhiêu tụi anh cũng chi. Ok, có luôn. Cho em xin lại menu. Đây em. Mấy anh chờ một chút nhá. Ok. Trời ơi, dễ thương quá tụi mày à. Của tao luôn. Rồi giờ sao? Đợi đồ ăn thôi. No quá. Béo quá mày. À, vô cái nè. Vô. Hết rồi. Ê, hết mưa luôn rồi kìa. Thôi về đi, chưa tính tiền rồi về. Tính tiền em ơi. Có em đây. Tiền mình nhiêu vậy em? Dạ, tổng bill của các anh là 22.880.000 đồng ạ. Đây ạ. Nói nghe biết giá nghe cho vui chơi thôi. Chứ nói chung là cũng dành cái lời khen cho nhà hàng của em. Tất cả món ăn đều rất là ngon. Đúng vậy. Thôi chỉ có một cái tiểu tiết duy nhất là có con ruột. Cái gì? Con ruồi đâu? Tao đâu có giữ. Hồi nãy mày cầm đó. Hồi nãy tao cầm rồi tao bỏ vô dĩa cho giò rồi. Nãy giờ tao không dám ăn một miếng luôn. Giữ nguyên hiện trường mà. Ờ. Có thấy con ruồi không? Ruồi trong dĩa cho giò. Mày mới vét luôn đó. Có đâu? Ê. Đừng nói là tao nuốt con ruồi nghe. Ôi, sao vậy ạ? Ờ, không em, tụi anh chỉ giải quyết chuyện gia đình thôi. Lát anh tính tiền nha. Ờ. Nhà hàng mình cũng sắp đóng cửa rồi anh. Ôi, con ruồi. Ôi, bà mẹ, cứ thiệt chứ. Ngày nào đi đậm cũng bị đè đầu cởi cổ hết. Hết trưởng nhóm tới trưởng phòng chửi.
Ủa, mình nhớ mình làm việc có tâm lắm mà ta. Người ta đi về hết mình vẫn còn ở lại làm. Riết rồi không có thằng nào công nhận hết, cay thiệt. Ba Nhấp ơi, em phải như vậy, em phải như kia. Ba Nhấp ơi, em xong deadline chưa? Ba... Dạ, sếp. Mấy cái chị dắt xe nhỉ? Để em làm cho, sếp lớn là phải làm chuyện lớn. Dạ. Dạ, mời sếp. Dạ. Ê. Trời ơi, xe sếp đẹp quá. Ý, hơi dơ. Sếp chờ em xíu nha, em giải quyết cho sếp. Thắng anh, dạ. Đó. Đây, sạch, bon nhiêu mới. Dạ, mời sếp về. Ý, cái tay hơi rít rít này sếp. Chắc lâu rồi sếp không thay nhớt đúng không? Để em giải quyết luôn cho. Chờ em một chút. Dạ đây. Đó, sàn luôn, sàn luôn. Rồi. Dạ mời sếp về. Xong. Đứng ngay ngắn vô. Dạ đây, dạ đây. Xoay vòng coi thử. Xoay vòng coi sếp. Dạ. Xong. Trời đất ơi, bao nhiêu năm làm sếp, bữa nay tôi mới thấy một cái hiện tượng lạ vậy luôn á. Vụ gì sếp? Không ngờ có một cái nhân viên mà tận tâm vậy còn tồn tại trong công ty của tôi. Bộ phận nào, bộ phận nào? Dạ, dạ, em là Ba Nhấp, bộ phận sale. Rồi đó giờ phương châm của em là sống và làm việc bằng cái tâm. Cho nên sếp cân nhắc, sếp đề cử em vô cái vị trí nào đó mà phù hợp với lại cái khả năng của em. Chắc chắn rồi, nhất định tôi sẽ cân nhắc và đưa cậu vô một cái vị trí phù hợp. Được hả sếp? Cố gắng nghe. Dạ. Phát huy nghe. Cảm ơn sếp. Trời ơi, tốt lắm. Dạ. Cố gắng nghe. Dạ, mời sếp về. Dạ. Sếp về cẩn thận sếp ơi. Dạ, đội nón bảo hiểm cho sếp. Dạ. Tạm biệt sếp. Trời ơi, cuộc sống nó dễ dàng quá vậy. Xin vị trí. Chán thấy bà mẹ. Có tay có chân mà. Nhìn nhịn gì. Cài. Cài. Cài gì mà cài dữ vậy. Bữa cái tay thắng nó bị rít mà cậu thay nhấc máy. Mà công nhận tự nhiên sao nó chạy êm ru à. Chạy êm hơn cái hồn mới mua nữa. Công nhận hay ghê. Dạ sếp. Nó nghe nè. Coi để ý xung quanh cho nó cẩn thận nha. Dạ. Dạo này trộm cướp nhiều lắm. Dạ. Mất đồ một cái là trừ hết lương đó. Dạ rồi rồi biết rồi. Dạ dạ. Cố gắng nha. Dạ dạ cố. Đi à. Dạ 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 sếp đi. Không có lúc nào chịu đợi nó bảo hiểm. Có ngày sớm muộn. Hồ bơi gì vắng tanh như chùa Bà Đanh vậy? Còn hai cái thằng quỷ này nữa, hẹn đi bơi mà giờ này chưa thấy mặt. Chán thiệt chứ. Tranh thủ khởi động trước. Này này là anh gì ơi, anh gì ơi, anh gì ơi. Em kêu anh đó hả? Dạ. À, cho em hỏi, anh đi bơi có mình thôi hả? Ờ, anh đi bơi một mình em. Còn em đi với ai? Dạ, em đi cũng có một mình ạ. Ồ, vậy hả? Cho em hỏi, anh tên gì vậy? Anh á, anh là Giang Đông Gun, oppa của khu này. Ồ, Giang Đông Gun. Ừ, còn em tên gì? Em tên Vi Téo. Vi gì? Vi Téo. Vi Téo? Dạ đúng rồi. Nhìn em Téo à. Ủa mà anh có gia đình chưa ạ? Anh làm gì có gia đình em? Người yêu chưa có thì làm gì mà có gia đình. Thay vậy thôi, chứ anh khó yêu lắm. Chỉ có những người xinh đẹp, dễ thương như em thì mới làm tim anh rung động được thôi.
còn em có người yêu chưa? Dạ em cũng chưa. Ồ vậy hả? Dạ. Trời ơi. Em thấy vậy thì mình hợp lắm luôn ý. Trai chưa có bồ, gái cũng chưa có chồng. Anh thì đẹp trai, em thì đẹp gái. Mình đến với nhau có gì là sai? À, mình hợp như vậy thì có gì là sai đúng không em? Đúng rồi. À, mà theo em biết á, bây giờ người ta quen nhau là người ta phải tìm và hiểu để coi có hợp nhau không đó mà. À vậy thì bây giờ mình tìm hiểu liền đi em. Nhưng mà tìm hiểu bằng cách nào nè? Em nghĩ là mình tìm hiểu ở một nơi mà chỉ có hai đứa mình thôi. Mình tìm và mình hiểu đó mà. Đúng rồi. Thôi đi em, đi. Mà anh có mang áo mưa không? Áo mưa? Ừ. Trời ơi, thôi bây giờ ai mà dùng áo mưa nữa em. Anh thích cởi trần tắm mưa hơn. No. Cởi trần tắm mưa á, bệnh chết luôn á. Thiệt. Bệnh. À, vậy là em thích xả áo mưa đúng không? Sao không nói sớm, em thích là được. Vậy thì bây giờ anh mua áo mưa nha. Ok, vậy luôn luôn ha. Độc thân vui tính nè, thích cởi trần tắm mưa đúng không? À, cho em số điện thoại để em giao cho anh nha. Giao gì? Áo mưa. À, lát nữa em sẽ ship áo mưa cho anh. Ship áo mưa gì? Anh đặt áo mưa gì mà ship? Quên nói với anh á, là em là nhân viên bên mì gõ mưa. Bên em bao gồm mưa bộ nè, mưa dơi nè. Áo mưa bên em á, tất cả áo màu sắc đều có hết. Anh muốn ship mẫu nào, màu nào hả? Ba áo mưa? Dạ đúng rồi. Đi bơi mua mưa chị bà nội. Khùng á, vô bơi bao mưa. Anh tự ship được khách rồi chứ. Ok, em tới đây anh Miu ơi. Mì gõ đây. Tôi có lướt web nhớ thấy có chén cứ kiếm tới mì gõ. Thơm thơm ngon ngon, vui là chính và những điều hay ho. Mấy anh mấy em, chưa người yêu, đang sau lo thì. Đừng ngờ những chiếc đến đây xem cha đồ mì.